Mình làm khoai tây chiên lắc muối mì hảo hảo. Hi, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ làm khoai tây chiên lắc muối mì hảo hảo. Đầu tiên thì mình sẽ bào khoai tây mỏng ra. Bây giờ chúng ta sẽ ngâm khoai tây với một ít nước muối để khoai tây mềm ra. Cho khoai tây nghỉ 2 đến 3 phút. Bây giờ mình sẽ lấy giấy để thấm khoai tây cho khô, một hồi chiên nó sẽ không bị dăng nha các bạn. Muối mì hảo hảo. Mời mọi người ăn nha.